Xin chào các bạn, hôm nay kênh Bách Khoa Tri Thức sẽ nói về cây trinh nữ hoàng cung điều trị u xơ tử cung, bao gồm giới thiệu công dụng, cách dùng và lưu ý. Giới thiệu cây trinh nữ hoàng cung. Cây trinh nữ hoàng cung còn có tên gọi khác là nàng lá rộng, tỏi lơi lá rộng, Tây Nam Văn Châu Lan, tỏi Thái Lan, Vạn Châu Lan hay là thập bát học sĩ. Trinh nữ hoàng cung là một loại cọ thân hành như cọ hành tây to, đường kính 10-15 cm, bẹn lá úp vào nhau thành một thân giả dài khoảng 10-15 cm, hoa mọc thành tán gồm 6-18 hoa, trên một cán hoa dài 30-60 cm, cánh hoa màu trắng có điểm màu tím đỏ, quả gần hình cầu, rất là ít gặp. Công dụng của cây trinh nữ hoàng cung. Cao methanol của rễ, thân và cao chất alkaloid toàn phần của cây này đều có tác dụng ức chế phân bào. Trong vài mô hình gây u bán sa công và ung thư đùi ở chuột nhắt, hợp chất chứa cao cây này hạn chế sự phát triển khối u và hạn chế sự di căn của tế bào. Một số alkaloid trong cây này có hoạt tính sinh học, licorin ức chế protein và DNA của tế bào chuột và ức chế sự phát triển của u bán cấy ở chuột. Trong thử nghiệm, licorin làm giảm khả năng sống của tế bào u. Licorin làm ngừng sự phát triển virus gây bệnh bại liệt, ức chế sự tổng hợp và các tiền chất cần thiết cho sự sinh trưởng của virus gây bệnh bại liệt. Cách dùng cây trinh nữ hoàng cung. Cây trinh nữ hoàng cung chữa u xơ tử cung, đau bụng dưới có thể rong kinh, rong huyết, ra máu âm đạo. Bài thuốc 1, lá trinh nữ hoàng cung 20g, sắc thuốc ngày uống 1 thang, chia 2-3 lần uống trong ngày. Bài thuốc 2, lá trinh nữ hoàng cung 20g, hạ khô thảo 20g, rễ cọ xước 12g, hoàng cầm 8g, cam thảo dây 6g, sắc uống ngày 1 thang, chia 2-3 lần và uống trong 1 ngày. Bài thuốc 3, lá trinh nữ hoàng cung 20g, huyết giác 20g, ích mẫu 12g, ngải cứu tươi 20g, lá sen tươi 20g, cam thảo dây 6g, sắc uống 1 ngày 1 thang, chia 2-3 lần uống trong 1 ngày. Bài thuốc 4, lá trinh nữ hoàng cung 20g, lá trắc bách sao đen 12g, cam thảo dây 6g, sắc uống ngày 1 thang. Chữa u xơ tuyến tiền liệt, đái không thông, đái đêm, đái buốt, đái sắt ở người cao tuổi. Bài thuốc 1, lá trinh nữ hoàng cung 20g, sắc uống ngày 1 thang, chia 2-3 lần uống trong ngày. Bài thuốc 2, lá trinh nữ hoàng cung 20g, hạt mã đề 12g, cam thảo dây 6g, sắc uống 1 ngày 1 thang, chia 2-3 lần uống trong ngày. Bài thuốc 3, lá trinh nữ hoàng cung 20g, huyết giác 20g, rễ cọ xước 12g, dây ruột gà 3 kích sao muối 10g, cam thảo dây 6g, sắc uống ngày 1 thang, chia 2-3 lần trong 1 ngày. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy nhớ đăng ký kênh để nhận những thông tin hữu ích, ủng hộ kênh Bách Khoa Tri Thức nhé. Chúc bạn và gia đình luôn sống vui khỏe mỗi ngày.